Hello, welcome back to my channel. Stars gonna go. Okay. Rồi và bây giờ thì mình sẽ xem có ma đang đi hướng nào. Nó đang dưới tầng hầm. Và bây giờ thì mình sẽ lên trên tầng 3. Rồi và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tầng cái thứ hai. Hồ Đồ Cờ. Một tấm bản đồ. Wow, một con dao. Một hộp cứu thương.
một chiếc chìa khóa, mở cửa thư viện. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái thứ ba. One day. You
I see you. Oh my god, 超猛警告幾多? 石居 khập khiễng luôn. Thank you.
Oh my gosh. Chạy thôi. Ủa mình cây. Thank you.
Ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái thứ tư. Cứ đi xung quanh, tìm tất cả 8 quyển sách. Lúc đó các bạn sẽ quay về vị trí ban đầu và ấn vào cánh cửa lúc đó, và các bạn sẽ hoàn thành tựa game này, tiêu diệt những con ma cho mê cung này. Ok. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tựa game thứ 5, Granny Chapter 1. Let's go. One day.
Okay, let's go.
một chặng đường khá là xa. Ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo. From. Đài luôn. Quân đây.
Oh my gosh, bảo tao làm đây. Wow, không thể chạy được. Oh my gosh. Ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang game cuối cùng. Start game. Chapter 1. Oh my gosh, làm sao ta lè nhanh vậy? Wow. Chết rồi, bị bảo vệ rồi. Oh my god, đi luôn. Wow. So ok, mình sẽ phát dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại bạn trong clip tiếp theo.